Chào các bác nhá. Công việc đầu tiên của buổi sáng khi tôi thức giấc ấy là rất là vệ sinh cá nhân chút, rồi sẽ vào bật máy tính lên và xem máy tính trên kênh YouTube của tôi xem là có cái thông tin nào các bác hỏi hàng hay các bác bình luận comment cái gì. Thực sự là mấy ngày nay tôi giải thích các bác là tôi không cả muốn vào đọc cái thông báo. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhận thấy rằng là các bác kiểu như là xem xong, gọi là đây là tôi nói một số nhỏ thôi, thế còn phần lớn thì các bác vẫn ủng hộ kênh của tôi là một cái kênh mà kênh sự thật, tức là nó xoay quanh những cái gì mà gắn liền với tôi và sản phẩm tôi đang bán, chứ không những như những kênh YouTube khác họ đi lấy video họ hoặc là họ công nghệ cao, tôi biết đến đâu tôi làm đến đấy. Các bác thấy video tôi có bao giờ chỉnh sửa không ạ? Số điện thoại thì luôn luôn có ghi công khai, và số điện thoại này được đăng ký chính chủ là số tên của tôi. Đây, đăng ký tên tôi. Các bác cần cung cấp chứng minh không? Tôi vô tư luôn, bởi vì tôi kinh doanh những sản phẩm là thật, những cái mà chúng tôi đáp ứng được cho cái nhu cầu của xã hội, chứ chúng tôi không hề lừa ai. Nếu như các bác không ưng ý về những cái cách làm video của tôi, hoặc là các bác không thích tôi, hoặc các bác ghét thì các bác nói không sao, bởi vì đấy là cuộc sống. Tuy nhiên là ở đây sáng nay đang là 15 tháng 10 này, tôi đu máy lại cho bác xem một chút. Đây, 15 tháng 10, bây giờ là 6 giờ 21 buổi sáng, hôm nay là chủ nhật ấy. Thì tôi đọc được một cái comment này, tôi rất buồn. Tuy nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm để các bác nào mà khách hàng của tôi ấy, thì có cơ hội để ủng hộ sản phẩm chúng tôi. Ở cái video ở bên trên thì tôi để là có Zalo, Facebook như này. Đây. Loa bị chim có Zalo, Facebook. Thì ở bên dưới bác mình bác comment bác bảo là đây, tôi để tôi cho bác xem nha. Lại bán số như mấy thằng lừa đảo rồi. Thứ nhất, tôi rất không đồng tình về cái comment này, bởi vì là chúng tôi không hề lừa đảo ai, mà chúng tôi cũng không bán số. Đây là một sự hiểu lầm của bác Mr. Tuấn Nguyễn Việt. Thì đây là cái một sự hiểu lầm thôi. Thứ nhất là tôi không bán với số điện thoại này, bởi vì số điện thoại này số đang kinh doanh của nhà tôi, tôi không lừa ai. Thứ hai là cái vế thứ hai là thằng lừa đảo rồi, mấy thằng như mấy thằng lừa đảo rồi. Tôi khẳng định các bác, tôi không lừa đảo ai, sản phẩm tôi bán bằng sự thật, tôi chẳng lừa ai cả. Còn nếu các bác, đây là góc độ về cạnh tranh hoặc là nói xấu tôi để về các bán các sản phẩm ấy, thì tôi rất là mong các bác là khách hàng mà từng ủng hộ nhà tôi ấy, thì hãy hiểu rằng không có một bất kỳ sự hiểu lầm nào cả ở đây. Bởi vì số điện thoại tôi công khai, Zalo, Facebook của tôi, có gì đâu tôi phải gọi là lừa đảo các bác làm gì. Các bác mua không mua thì các bác xem cho vui. Tôi, kênh của tôi là vừa làm video bán hàng, vừa làm video giải trí vui vui, và nó xoay quanh cuộc sống cá nhân của tôi, quanh những cảnh săn bẫy rồi đi chơi trước, chứ tôi không hề gọi là lừa ai cả. Để biết được nhà tôi thì tôi nhiều khi chả biết là phải nói như nào các bác hiểu cả. Giờ tôi đi ra ngoài cho các bác xem là hàng hóa nhà tôi, cảnh nhà tôi, có gì đâu phải giấu giếm, tôi chả lừa ai. Thế còn các bác, nhiều bác cứ bảo là tôi quay video không đăng hình của tôi, bởi vì tôi cầm máy như này tôi sao tôi quay được nhà tôi, và cái việc đấy không cần thiết, bởi vì chúng tôi bán sản phẩm là chính, chứ tôi đâu có bán người tôi đâu mà tôi phải quay tôi lắm gì. Đấy, mong các bác hiểu như thế. Đây, nhà tôi đây, chim gãy của tôi, họ Minh của tôi, chim đây, hoàng hàng hóa nhà tôi để bày luôn đây này, loa các loại loa. Chủ yếu chúng tôi kinh doanh về loa mà. Chim săn thì tôi đốt trong kia. Thuốc thì tôi zoom kia, đây cuộc sống của tôi buổi sáng này.
Tôi có giấu gì các bác đâu. Đây bà xã tôi, bà xã tôi chuyên nghe điện thoại giao dịch bán hàng các bác ấy. Tôi nghĩ rằng là rất là mong rằng là đây là một sự hiểu lầm về cái comment đấy. Mà tiện tôi cũng giải thích luôn để giải tỏa bớt bức xúc, bởi vì tôi kinh doanh các bác nói xấu hay nói như nào cũng được, nhưng mà nếu mà nói bảo là lừa đảo thì tôi phải giải thích cho bác, bởi vì tôi kinh doanh. Nếu mà các bác hiểu lầm sang một ý là lừa đảo thì các bác sẽ không là mua sản phẩm của tôi. Đấy, biển hiệu cho tôi đây, biển hiệu giữa nhà luôn, vườn cây chim cò loanh quanh đây không có vấn đề gì nha các bác. Để đặt hàng mua loa bẫy chim, mua các cái phụ kiện bẫy, quần áo bắt ong, bơm cao áp, kính ngắm, liên quan đến rất nhiều sản phẩm khác, thì các bác hãy tin tưởng một điều rằng để đảm bảo được công việc kinh doanh phát triển tốt nhất ý, chúng tôi luôn luôn là lấy khách hàng là yếu tố phát triển đầu tiên, tức là sự uy tín của chúng tôi cũng được đặt lên hàng đầu. Các bác nào mua hàng mà cảm thấy ok, xem hết video này comment bên dưới giúp tôi một chút để có cái quá trình những khách hàng mới cảm thấy tin tưởng đơn vị chúng tôi hơn nhé. Hôm nay chủ nhật này, chia sẻ các bác một chút thế. Bây giờ tôi tiếp tục công việc hàng ngày. Chúc các bác một ngày nghỉ chủ nhật vui vẻ. Các bác đi bẫy thì giải trí vui nhá. Chào các bác.